Người dùng hiện nay thì họ đang có những đòi hỏi cao hơn với một chiếc laptop văn phòng. Họ không muốn chiếc laptop của họ đơn thuần chỉ làm những công việc văn phòng nữa, mà còn có thể làm chỉnh sửa hình ảnh nè, chơi game giải trí cơ bản sau giờ làm. Nếu các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm giống như vậy á, thì đừng có bỏ qua video này nha. Bởi vì em Lenovo IdeaPad 5 Pro này có thể sẽ là một câu trả lời dành cho các bạn. Dòng IdeaPad 5 Pro thì đã là một dòng sản phẩm mà được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là yêu thích của các bạn. Vậy thì năm 2022 này em nó có gì nâng cấp cũng như là khác biệt gì hay không? Cùng mình đến với chi tiết sau phần intro nha. Xét về ngoại hình thì mình thấy là em Lenovo IdeaPad 5 Pro này vẫn mang một lối thiết kế rất là đơn giản, nhìn rất là minimalism như các đời tiền nhiệm trước của em nó thôi. Và các cạnh máy thì mình thấy được bo cong, theo cảm nhận của mình thì khá là nhọn một xíu. Còn lại thì hầu như mình không thấy được một sự đổi mới thiết kế trên em máy này. Còn về màu sắc thì em máy này mang một tông màu xám, nhìn trông rất là trung tính và cũng unisex nữa, nên là mình nghĩ phù hợp với cả nam lẫn nữ luôn. Ngoài ra thì em máy này cũng được build rất là chắc chắn với toàn bộ lớp vỏ sẽ là kim loại. Với một chất liệu chắc chắn như vậy thì lỡ không may chúng ta bị va đập máy vào đâu đó thì cũng sẽ an tâm hơn được phần nào. Mặc dù là bằng kim loại nhưng mà ngoại hình của em nó thì tương đối là mỏng nhẹ, với cân nặng chỉ rơi vào 1,42kg và độ dày là 15,9mm. Với số đo 3 vòng lý tưởng như thế này thì các bạn có thể thoải mái bỏ em nó vào một chiếc túi chống sốc và đem theo di chuyển cả ngày. Theo mình thấy thì việc để cổng USB bên phía cạnh phải như thế này thì sẽ khá là bất tiện, bởi vì mình là một người thuận tay phải, nên là khi mà mình cắm chuột thì sẽ dây sẽ bị rối phần phía bên này, nên là mình phải mua thêm một cái đồ buộc để thu gọn dây lại, hoặc là phải đầu tư thêm một con chuột không dây thì mới tránh được cái tình trạng này. Đối đa dạng cũng có nói như vậy, thì đối với một người sử dụng như là mình thì mình chỉ cần cắm thêm chuột nè, hoặc lâu lâu đi học có thuyết trình thì mình có sẵn cổng HDMI đây luôn, hoặc là sao chép hình ảnh từ máy ảnh qua thì máy cũng có sẵn cổng SD cho mình. Nên là chiếc máy này đã đáp ứng rất đủ cái cổng kết nối với mình. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào phần màn hình của em máy này. Theo mình cảm nhận thì màn hình của em máy này rất là đẹp và rất là chuẩn, thậm chí là anh em đồ họa cũng có thể tham khảo luôn. Em nó sở hữu cho mình chiếc màn hình với kích thước là 14 inch cùng với độ phân giải là 2,8K, và các thông số khi mà mình đo được cũng rất là ấn tượng, như là 100% sRGB, 74% Adobe RGB và 73% DCI-P3. Thì đối với một chiếc màn hình mà có màu sắc chuẩn như thế này thì mình nghĩ em máy này hoàn toàn có thể cân được cái tác vụ như là đồ họa, thiết kế hay là những tác vụ mà đòi hỏi sự chính xác cao về màu sắc. Điều này đối với các bạn mà designer hay là các bạn học sinh, sinh viên thường xuyên chỉnh sửa hình ảnh bằng Lightroom trên máy tính á, thì em máy này là một cái sản phẩm mà các bạn không thể bỏ lỡ luôn nha. Ngoài ra thì độ sáng màn hình của em máy này lên tới là 400 nits, tần số quét lên tới 90Hz và cũng được sở hữu tấm nền là IPS, nên là anh em có thể vừa chiến game vừa làm việc trong môi trường ánh sáng từ văn phòng hay ngoài trời, thậm chí là quán cà phê luôn nha. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì màn hình của em máy này vẫn bị ám vàng một xíu, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến với trải nghiệm của mình. Và các bạn có thể thấy ở đây một chiếc màn hình theo tiêu chuẩn là 16:10, nên là khi sử dụng các ứng dụng ưu tiên chiều dọc như là đọc báo hay là Excel thì nó giúp mình đọc được nhiều thông tin hơn. Cùng với đó thì vì màn hình của em nó cũng rất là mỏng, nên là khi mà mình sử dụng để xem phim, giải trí thì em nó đem lại cho mình một cảm giác rất là chân thật và rất là sống động luôn. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị rất là đầy đủ cái công nghệ bảo vệ mắt như là low blue light. Với một người mà sử dụng laptop nhiều như là mình thì mình rất cần một chiếc máy mà có trang bị công nghệ đầy đủ như vậy để bảo vệ đôi mắt của mình cũng như là hạn chế ánh sáng xanh đến mức tối thiểu. Em máy này không chỉ sở hữu cho mình một chiếc màn hình đẹp mà cấu hình của em nó cũng mạnh không kém luôn. Mình thấy thì đây là một chiếc máy mà dân đồ họa cũng có thể tham khảo luôn đó nha. Mặc dù máy sinh ra để hướng tới dân văn phòng thôi, nhưng mà máy sở hữu con chip là Intel Zen 12 Core i7-1260B, RAM là 16GB, ổ cứng là 512GB và có khả năng nâng cấp lên tối đa là 1T. Ngoài ra thì em nó cũng được sở hữu card tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Con chip trên em máy này là con chip dòng B, một con chip tiết kiệm điện nhưng mà không phải dòng U đối nha. Con chip dòng B thì sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng cao hơn cũng như là xung nhịp máy cũng sẽ cao hơn. Từ đó thì trải nghiệm sử dụng máy của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều so với dòng U. Nếu như dòng U thường sẽ cho chúng ta một chiếc máy văn phòng thuần thì con chip dòng B này còn có thể cho chúng ta những tác vụ như là chơi game, chỉnh sửa hình ảnh nhẹ nhàng, hoặc là những bạn mà làm lập trình cần một con chip mạnh để chạy máy ảo các thứ thì con máy này vẫn cân được rất là tốt. Và cái điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên em máy này là RAM 16GB LPDDR5 chứ không phải là DDR4 như những phiên bản trước. Từ đó sẽ giúp chúng ta có một chiếc máy có tốc độ nhanh, có thể sử dụng được rất là nhiều tác vụ. Cảm nhận của mình khi sử dụng em máy này để
để chơi game thì bàn phím của em nó sẽ ấm lên. Cùng với đó là số FPS sẽ dao động từ 100 đến 120 khi mà mình chơi ở chế độ 2K. Và mình nghĩ là chỉ số FPS sẽ còn tăng hơn nữa nếu mà mình giảm màn hình xuống còn Full HD. Bên cạnh việc trải nghiệm thực tế hiệu năng của em máy này thì mình cũng đã sử dụng các ứng dụng để test CPU của máy. Đầu tiên thì mình dùng Cinebench R23. Kết quả mà mình thu được là điểm đa nhân đạt 9831 và điểm đơn nhân đạt 1643. Đối với một người như là mình thì mình rất là thích ra quán cà phê học bài hay là làm việc, nên là mình cần một chiếc máy mà có thời lượng pin ổn định để mình có thể đem ra ngoài. Theo mình đánh giá thì thời lượng pin của em máy này khá là ổn. Em đã được trang bị viên pin là 56,5 Wh. Khi mà mình làm việc văn phòng hay là xem phim với độ sáng màn hình là 100% thì em nó có thể hoạt động được 6 tiếng. Mình tin là nếu giảm độ sáng và độ phân giải màn hình xuống còn Full HD thì em nó có thể hoạt động được lâu hơn nữa. Về phần bàn phím của máy thì đây là một chiếc bàn phím có hành trình phím khá là sâu, đó là khi gõ văn bản mình cảm thấy chắc chắn và thoải mái. Ngoài ra thì bàn phím cũng được trang bị thêm đèn LED hỗ trợ gõ trong môi trường thiếu sáng, để phím bấm nhám nó cũng sẽ không để lại dấu vân tay sau khi gõ. Các nút phím cũng được bố trí khá là thoáng cùng với bộ layout quen thuộc, nên là khi mà mình gõ máy nhanh, việc xảy ra sai sót là rất là ít. Ở trên chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một chiếc touchpad được đặt lệch sang phía bên trái. Kích thước của nó thì vừa phải. Vì kích thước của bàn tay mình khá là nhỏ nên là khi sử dụng, thao tác tay của mình vẫn rất là dễ dàng và mượt mà. Và loa thì cũng như đời tiền nhiệm của em nó, với công nghệ âm thanh đến từ Dolby Atmos và trải nghiệm nghe nhạc giải trí vẫn rất là tốt. Và đó là tất cả những gì trên em Lenovo IdeaPad 5 Pro này. Các bạn nghĩ sao, em máy này có xứng đáng trở thành một sự lựa chọn dành cho các bạn không? Và đừng quên để lại một like và share. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.